một đoạn giao cắt giữa đường bộ và đường sắt tại xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên. Tiệm sửa chữa xe máy này cũng giống như biết bao tiệm cùng loại khác. Duy chỉ có điều, nó nằm sát cạnh đường sắt. Và đặc biệt hơn, chủ tiệm là một nạn nhân của tai nạn giao thông cách đây nhiều năm. Vụ tai nạn đường sắt đã khiến người đàn ông là trụ cột của một gia đình mất đi một phần cơ thể và để lại nỗi đau không bao giờ nguôi ngoài. Ví dụ như ma túy ở đấy lên trong một khu vực của đường sắt này. Nhưng biết ra được thì bị bám với thằng đấy để mà làm về cái sinh nhai thôi. Cầu vượt đường sắt tại khu vực xóm 15, xã Nghi Kim, thành phố Vinh hoàn thành và đưa vào sử dụng kể từ cuối năm 2014. Đây có thể được coi là nỗ lực của ngành giao thông khi triển khai công trình hạ tầng nhằm giải quyết các phức tạp về an toàn giao thông, nhất là khu vực này luôn được cảnh báo là điểm đen về tai nạn giao thông đường sắt. Mặc dù vậy, từ sau khi cầu vượt hoàn thành, một mối lo ngại mới cũng đồng thời phát sinh. Điểm giao cắt cũ đã được rào chắn, song vẫn có rất nhiều người tìm cách để đi tắt băng qua đường sắt, bất chấp hiểm nguy rình rập thường trực. Với ý định đi tắt qua đường sắt, hai người này khá bối rối khi thấy có sự xuất hiện của phóng viên. Cuối cùng họ đành quay lại, chấp nhận tham gia giao thông đúng quy định. Trước thực trạng thiếu ý thức của nhiều người, một số hộ dân sống trong khu vực đã tìm mọi cách dựng rào chắn, đào hào để ngăn các trường hợp liều lĩnh và cũng nhằm bảo vệ tính mạng cho họ. Song mọi việc không hề đơn giản. Nguy hiểm thì nghĩa là mất đường rồi là người ta cứ đi này. Đi đây chúng tôi là mấy ngày hôm nay người ta đi nhiều quá phải rào. Nhưng tình trạng mà cứ như kiểu như thế này thì chết. Giờ không biết là làm ra răng không biết nữa, chứ làm thế nào không biết, không chết. Nếu như mình không chạm thì dứt khoát nhiều. Nếu như trong chết và ngoài chết không có chúng tôi nhiều mạng. Yeah. Nhiều mạng người. Yeah. Nhiều. Bây giờ chỉ cần các anh mở đây, chỉ cần mở cái này ra thì vét ra cũng phải một buổi sáng hoặc là một ngày cũng phải mấy trăm xe. Xe máy, xe đạp. Tại cầu vượt đường sắt khu vực xóm 15, xã Nghi Kim, ngành giao thông cũng đã xây dựng tuyến đường gom. Tuy vậy, rất nhiều người vẫn cố tình tìm cách đi qua đường sắt bằng sự bất cần và thiếu ý thức. Theo thống kê, năm 2014, riêng địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn va quệt giữa tàu hỏa và người phương tiện tham gia giao thông tại các đường ngang, làm chết 23 người, bị thương 18 người. Tất cả liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông. Anh Nguyễn Văn Nghị, nhân viên gác chắn tại điểm giao cắt xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, còn chưa quên vụ cố tình hành hung nhân viên đường sắt của một số kẻ liều lĩnh thiếu ý thức xem thường pháp luật. Vụ việc xảy ra vào một ngày trung tuần tháng 6 năm 2014. Hôm đó là tôi ở dưới đấy, xong lên đi qua tàu, bắt đầu là anh em đóng chắn thì lại xe phụ xe xuống, bắt đầu rồi mở cân đôi nhấc cân chắn lên, nhân viên gạt ngang không kiên quyết không cho, nhưng mà họ vẫn đôi nhấc lên, sau khi rồi là bắt đầu phụ xe và một số người trên xe xuống là bắt đầu là chửi bới đại gò, xong là họ đó đuổi nhân viên vào trong cho gác, xong đóng cửa lại, nhân viên đóng cửa lại, xong phụ xe và lái xe và một số người nó dùng gạch đá ném vào cửa hỏng một số đồ. Nguyên nhân cốt lõi của các vụ tai nạn đáng tiếc trên tuyến giao thông đường sắt tập trung vào ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Sự chủ quan đến mức liều lĩnh của nhiều người đã làm gia tăng nguy cơ tai nạn. Bên cạnh đó, về khách quan, hạ tầng giao thông đường sắt hiện nay vẫn tồn tại nhiều bất cập. Trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua địa bàn Nghệ An, chỉ có 69 đường ngang hợp pháp, nhưng có tới 147 đường ngang dân sinh bất hợp pháp. Về làn an toàn khu vực Nghệ An đây thì nói chung là cũng rất là phức tạp, vì nói chung các cái khu vực, đặc biệt là từ khu vực Quân Hành vào đấy này, dẫn hai bên đường sắt là do cái cấp đất trước đấy này,
nó vi phạm về cái nhãn cũng rất nhiều. Còn từ lúc được bộ văn sát đã có biển túi tàu hỏa này, cái biển túi quan sát tàu hỏa, quan sát này biển chiếc tàu này cả đầy đủ là các biển là đầy đủ rồi. Họ cũng chú ý nhiệt mà cũng chú ý tàu. Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2015 đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn va quệt lớn nhỏ trên tuyến đường sắt qua địa bàn Nghệ An. Trong đó có 4 vụ gây chết người. Tính chất phức tạp, nguy hiểm và hậu quả của tai nạn giao thông đường sắt nhiều người đã thấy rõ. Nhưng việc thay đổi thực trạng tình hình sẽ cần đến nhiều hơn sự quan tâm của các cơ quan chức năng.